Cô chào các bạn học sinh lớp 1 nhé. Hôm nay các con cảm thấy thế nào? Còn cô thì đang cảm thấy rất vui và hào hứng vì tiết học toán hôm nay cô sẽ giúp cho các con ôn lại một số dạng bài tập toán đã học ở học kỳ 1 thông qua những trò chơi vô cùng thú vị đấy. Các con đã sẵn sàng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay chưa? Các con có thích xây dựng nông trại không? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một nông trại vui vẻ bằng cách thực hiện tốt các bài tập trong ngày hôm nay các con nhé. Để xây dựng được một nông trại thì chúng ta cần có gì nhỉ? À, chuồng trại, vật nuôi và các thức ăn cho vật nuôi đáng yêu của mình đúng không nào? Thế thì còn chần chờ gì nữa? Cô trò chúng mình cùng nhau bước vào bài tập đầu tiên ngày hôm nay nhé. Bây giờ các con hãy thử suy nghĩ xem chúng ta có thể nuôi những con vật gì? Cô có những gợi ý cho các con đây. Các con hãy quan sát và cho cô biết trên bức tranh có những con vật nuôi nào và chúng có thể mang lại lợi ích gì cho con người? À, chúng mình có trâu, bò. Bò thì có bò vàng, bò sữa. Trâu và bò giúp con người kéo xe, kéo cày, lấy thịt. Còn bò sữa thì có thể là cung cấp sữa cho con người đúng không các con? Còn gà? À, gà thì mình có gà trống, gà mái và những chú gà con. Đẻ những quả trứng hay là cung cấp thịt cho con người, đó là lợi ích của những chú gà. Còn chim sáo thì sao? À, đây là một loài chim rất đáng yêu luôn. Chúng có giọng hát điêu luyện và còn biết nhại là tiếng người nữa đấy các con. Thế cô trò mình sẽ quyết định nuôi những con vật đáng yêu và có ích này các con nhé. Nhưng để biết được nông trại của mình cần xây dựng nhỏ hay lớn, chuồng trại thế nào, thì cô cần các con giúp cô xác định số lượng của chúng thông qua bức tranh trên. Ví dụ, trên bức tranh số con trâu là 1. Vậy các con hãy tiếp tục giúp cô đếm số lượng bò, gà, chim sáo rồi viết ra bảng con hoặc là vở nháp. Các con có 30 giây để hoàn thành bài tập này. Chúng mình cùng kiểm tra nhé. Ở đây có bao nhiêu con bò nhỉ? 1, 2, 3, 4. Vậy số lượng bò ở đây là 4 con. Tiếp theo, số con gà. Mình cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vậy số gà của chúng ta là 10 con. Thế còn số con chim sáo? 1, 2, 3, 4, 5. Số chim sáo là 5. Các con đã hoàn thành đúng chưa? Các con giỏi lắm đấy. Vậy các con hãy cho cô biết số con vật nào là nhiều nhất? À, chính là số gà với số lượng là 10 con. Thế còn số con vật nào ít nhất? À, số ít nhất chính là số lượng con trâu, chỉ có 1 con thôi. Cô tin rằng các con đã hoàn thành rất tốt bài tập này rồi đấy. Với số lượng những con vật như trên thì chúng ta cùng nhau xây chuồng các con nhé. Chúc mừng các con. Wow, chúng ta đã có những cái chuồng đáng yêu rồi. Thế tiếp theo cần gì nữa các con nhỉ? À, vật nuôi.
Vậy bây giờ các con cần phải hoàn thành thật tốt các bài tập ở phía sau để mang về những vật nuôi cho nông trại của mình các con nhé. Bài tập này yêu cầu các con nói theo tranh dựa vào mẫu câu chuyện đề đã gợi ý. Sau đó, viết sơ đồ tách gộp và nêu phép tính phù hợp. Các con hãy quan sát những chú bò trong bức tranh và mẫu chuyện của chúng ta. Có hai con bò vàng và chấm hỏi con bò sữa. Có tất cả chấm hỏi con bò. Các con hãy quan sát tranh thêm số lượng vào chỗ chấm hỏi để được câu chuyện cho hoàn chỉnh các con nhé. Cùng kiểm tra nào. Có hai con bò vàng và hai con bò sữa. Có tất cả bốn con bò. Bây giờ dựa vào mẫu chuyện, chúng mình có 30 giây để viết vào bảng con sơ đồ tách gộp và phép tính thích hợp. Xong rồi đúng không nào? Sơ đồ tách gộp của chúng mình gộp 2 và 2 được 4. Thế gộp 2 và 2 được 4, chúng ta có phép tính tương ứng là gì? 2 cộng 2 bằng 4. Mẫu chuyện thứ nhất của chúng ta có dạng có và có tất cả. Đối với dạng này, chúng ta dùng phép tính gì nhỉ? À, là phép tính cộng. Theo hướng dẫn ở trên, các con sẽ tự thực hiện những bài tập tiếp theo để mang những vật nuôi tương ứng trong câu chuyện về nông trại của mình các con nhé. Các con có 1 phút để nói câu chuyện, viết sơ đồ tách gộp và nêu phép tính tương ứng. 1 phút bắt đầu. Chúng ta cùng kiểm tra nào. Có tất cả 4 con bò. Trong đó có 2 con bò vàng. Còn lại 2 con bò sữa. Sơ đồ tách gộp của mình là 4 gồm 2 và 2. Vậy phép tính tương ứng ở đây của chúng mình là 4 trừ 2 bằng 2. Các con kiểm tra xem mình đã hoàn thành tốt chưa? Cô chúc mừng các con. Tiếp tục chúng ta sang câu B. Các con cũng có thời gian là 1 phút để hoàn thành. Mình cùng kiểm tra nhé. Có 6 con gà đang ăn. Thêm 4 con gà chạy tới. Có tất cả 10 con gà. Sơ đồ tách gộp của chúng ta gộp 6 và 4 được 10. Vậy phép tính tương ứng ở đây chính là 6 cộng 4 bằng 10. Chúng mình cùng kiểm tra đáp án nhé. Các con rất giỏi đấy. Tiếp theo, câu C. Các con cũng có thời gian là 1 phút để hoàn thành câu chuyện
sơ đồ tách gộp và viết phép tính. Mình cùng kiểm tra nào. Có 5 con chim sáo, 3 con bay đi, còn lại 2 con. Vậy sơ đồ tách gộp tương ứng 5 gồm 3 và 2. Phép tính của chúng ta 5 trừ 3 bằng 2. Mình cùng kiểm tra xem chúng ta đã làm đúng chưa? Chúng mình tiếp tục đến câu D. Các con cũng có thời gian làm 1 phút để hoàn thành phần bài này. Chúng mình cùng kiểm tra nhé. Có 1 con trâu, 2 con bò vàng và 2 con bò sữa. Có tất cả 5 con trâu và bò. Thế sơ đồ tách gộp của chúng ta thì như thế nào? Gộp 1, 2 và 2 được 5. Phép tính của chúng mình sẽ là một phép tính rất đặc biệt vì có chứa đến 2 dấu phép tính, đúng không nào các con? 1 cộng 2 cộng 2 bằng 5. Các con đã vừa thực hiện rất là tốt tất cả những câu chuyện viết được sơ đồ tách gộp và phép tính tương ứng rồi đấy. Các con rất giỏi. Bây giờ các con đã sẵn sàng mang những con vật nuôi đáng yêu của mình vừa tìm được về nông trại chưa? Chúc mừng các con! Bây giờ trang trại của chúng ta có rất nhiều những loài vật nuôi rồi đúng không? Nào là bò, gà, trâu, chim sáo. Vậy theo các con, chúng có thể ăn những loại thức ăn gì? Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động tiếp theo để tìm thức ăn cho những vật nuôi của mình các con nhé. Vậy bây giờ các con hãy thực hiện bài tập điền số thích hợp vào chỗ có chứa loại thức ăn. Mỗi chỗ điền đúng sẽ mang về một loại thức ăn yêu thích cho các con vật nuôi của mình. Các con đã hiểu yêu cầu chưa? Chúng mình có thời gian là 1 phút để hoàn thành bài tập này. Thời gian 1 phút của các con bắt đầu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng kiểm tra xem đáp án của chúng ta đã đúng chưa nhé. Và chúng ta có thể mang được những loại thức ăn nào về cho những vật nuôi đáng yêu của mình nè. 5 cộng 4 bằng 9. 4 cộng 5 bằng 9. Tiếp tục. 9 trừ mấy bằng 5 các con? 9 trừ 4 bằng 5. 9 trừ 5 bằng 4. Tiếp theo. 7 cộng 0 bằng 7. 0 cộng 7 bằng 7. 7 trừ mấy bằng 0 các con? 7 trừ 7 bằng 0 và
7 trừ mấy bằng 7? 7 trừ 0 bằng 7. Wow, các con giỏi lắm đấy. Thế mình đã thực hiện bằng cách nào để có được những đáp án chính xác đó? Có bạn sẽ thực hiện bằng cách đếm thêm, đếm bớt hay cộng với 0. À, vậy có ai trong số chúng mình sử dụng sơ đồ tách gộp của các số để nêu nhanh phép tính không? Các con hãy quan sát cho cô khung thứ nhất. Ở khung này chúng ta thấy chỉ có bao gồm các số 5, 4 và 9 trong mỗi phép tính. Từ ba số 5, 4 và 9 chúng ta có sơ đồ tách gộp như sau. 9 gồm 5 và 4. Gộp 5 và 4 được 9. Gộp 4 và 5 được 9. 9 gồm 4 và 5. 9 gồm 5 và 4. Vậy chúng ta thấy rằng 4 phép tính này chính là 4 phép tính tương ứng của sơ đồ tách gộp bên cạnh, đúng không ạ? Tương tự, từ các số 7, 0 và 7, chúng ta có sơ đồ tách gộp sau. Gộp 7 và 0 được 7. Gộp 0 và 7 được 7. 7 gồm 7 và 0. 7 gồm 0 và 7. Vừa rồi, chúng ta đã vừa thực hiện rất là tốt bài tập số 3 rồi các con. Chúng mình cùng kiểm tra xem chúng ta đã thu được những thức ăn gì cho vật nuôi của mình nhé. À, chúng ta có những cái lúa cho những chú gà của mình nè. Chúng ta có cỏ cho trâu bò. À, ngoài cỏ và rơm ra thì trâu bò của mình cũng có thể ăn được những loại cám, những loại thức ăn chăn nuôi người ta đã sản xuất ra sẵn dành cho gia súc được các con ha. Chúng ta cùng cho những vật nuôi của mình thức ăn nào. Thật tuyệt vời phải không các con? Vừa rồi các con đã thực hiện rất là tốt phần bài tập. Bây giờ là hoạt động tiếp nối ở nhà. Hôm nay chúng ta đã được ôn tập những dạng bài tập gì rồi các con? À, chúng ta đã được xác định số lượng các vật trong tranh dựa vào tranh nêu câu chuyện, vẽ sơ đồ tách gộp tương ứng và nêu được các phép tính liên quan đúng không nào? Chúng ta cũng đã vận dụng rất tốt sơ đồ tách gộp để nêu đúng kết quả của các phép tính. Các con rất giỏi đấy. Cô khen ngợi các con. Hôm nay các con đã rất chú ý theo dõi và các con đã thực hiện được một cái nông trại rất là vui vẻ phải không nào? Các con về nhà nhớ thực hiện lại các bài tập ở trang 91, 92, 93 và 94 trong vở bài tập toán. Cô chúc các con học thật vui và hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các tiết học tiếp theo.